Hello, xin chào các bạn. Thái Triển hôm nay sẽ giới thiệu các bạn một cái dịch vụ thiết kế online mà mình đánh giá là nó vừa giúp ích cho các bạn mà không chuyên cũng như là chúng ta sẽ có tiết kiệm thời gian hơn cũng như là tiền bạc hơn. Khi sử dụng những dịch vụ online này thì DCCAP là một dịch vụ cũng rất là mới, mình mới biết đây thôi, và cũng đồng thời là nó cũng tương tự với những cái tính năng của một cái dịch vụ thiết kế online như Canva hay là Disable. Thì ở đây thì cái mức giá của nó mình cảm thấy là nó cũng khá hợp lý đối với các bạn mà không chuyên, chúng ta cần những cái thiết kế mà tức thời để chúng ta phục vụ công việc của chúng ta. Thì các bạn có thể tham khảo mức giá đây ở trang DCCAP.com pricing. Thì trở lại với dịch vụ thì chúng ta có thể lướt sơ qua về tính năng. Thì tất nhiên là nó có những cái tính năng của cái dịch vụ thiết kế online, các bạn có những cái template mẫu, có những cái thành phần mẫu và chúng ta chỉ điều chỉnh về màu sắc, về kích thước, về ý tưởng sáng tạo cuối cùng của chúng ta. Đấy, thì bây giờ các bạn có thể đăng ký và đăng nhập vào cái tài khoản rất là dễ dàng ha. Bằng tài khoản Google hoặc Facebook cũng được, hoặc là email. Đấy, thì sau khi đăng nhập xong thì các bạn phải vào chọn category, stand left, hoặc là chúng ta get started now. Chúng ta bắt đầu luôn vào cái phần mềm thiết kế. Thì nó là một cái app thiết kế online. Thì các bạn có thể chọn những stand left mẫu ở đây. Ví dụ như các bạn sẽ chọn theo chủ đề, và đây là những cái thiết kế mà các bạn đã thiết kế rồi. Đây, nó sẽ lưu ở đây cho mình. Hoặc là các bạn có thể tạo ra một cái thiết kế trống ngay từ ban đầu để chúng ta tự sáng tạo luôn. Thì nếu các bạn không chuyên thì mình khuyên các bạn nên chọn sẵn những chủ đề liên quan. Ví dụ như có những chủ đề chúng ta có thể đánh vào không tìm kiếm ở đây, hoặc là chúng ta sẽ chọn trực tiếp ở trên mảng chủ đề. Đây, marketing nè. Đấy, hoặc là những chủ đề phổ biến thì ở đây mình có coronavirus nè, ví dụ như vậy. Thì mình sẽ chọn một coronavirus. Thì như vậy thì chúng ta có thể là coronavirus thì nó có những cái template liên quan tới infographic nè, water, cổ động vân vân. Thì chúng ta thấy cái nào phù hợp với mục đích của chúng ta thì chúng ta sẽ chọn. Ví dụ như ở đây là hand washing, các bước rửa tay, thì các bạn có thể customize cái mẫu này để chúng ta việt hóa nó, hoặc là chúng ta sáng tạo lên cái mẫu của chúng ta. Đấy, thì sau khi chọn xong thì chúng ta sẽ vào một cái khung để chúng ta điều chỉnh. Thì đây mình sẽ giới thiệu sơ qua về cái loạt công cụ này. Thứ nhất là chúng ta sẽ có template, thì các bạn có thể chọn lại những template mà bạn muốn hoặc là tìm kiếm nó. Thứ hai đó là element về liên quan tới bố cục hình khối. Thứ ba là photo. Đây, photo thì chúng ta có kho and stock rất là đa dạng của DCCAP thì chúng ta có thể chọn. Thứ tư đó là những cái biểu đồ, thì các bạn có thể vẽ trực tiếp những cái biểu đồ phối màu ở trong đây luôn, rất là tiện lợi cho các bạn. Bảng biểu nè, rồi bản đồ luôn. Ở đây thì khi các bạn kéo bản đồ vào, chọn bản đồ nè, thì các bạn có thể chọn ngay cái bản đồ của Việt Nam ví dụ như vậy. Đấy, thì nó rất là tiện cho các bạn khi mà các bạn không có sụp bản đồ vector. Này, ở đây thiếu Hoàng Sa Trường Sa các bạn vẽ vào nha. Đấy, thì ở đây có những cái tỉnh thành này. Rất tiếc là có những cái chúng ta thấy là nó cũng cũng khá hạn chế, là cái tiếng Việt. Đấy, thì tiếng Việt cũng khá hạn chế, thì các bạn có thể chọn biểu đồ để chúng ta chọn màu sắc, ví dụ như vậy, mình demo như vậy thôi. Rồi, insert đó, thì một lát mình sẽ nói kỹ hơn về phần này. Rồi, về phần upload thì chúng ta có thể upload những cái thư viện mẫu, hình ảnh mẫu của chúng ta. Ví dụ như chúng ta upload một cái logo của đơn vị, logo đoàn thành phố Hồ Chí Minh đây, thì các bạn để các bạn có thể sử dụng lâu dài mà các bạn không cần phải kiếm lại trong máy tính của chúng ta, nó sẽ lưu trữ online cho chúng ta luôn với khoảng 1.000. Đây, mình đang đăng ký cái gói dịch vụ đó là Pro luôn các bạn. Thì cái gói này là cao nhất ấy, thì nó sẽ lưu trữ cho chúng ta 1.000 cái hình ảnh trên thư viện đám mây của nó, cũng như là nó sẽ cho chúng ta lưu trữ 1.000 cái file thiết kế trên đây. Đấy, và những cái template thì không giới hạn. Rồi, phần test thì chúng ta có nghĩa là chúng ta thêm những phần test vào, nó là thuộc dạng typography các bạn. Đây, nó rất là nhiều mẫu typography từ title, heading tới words tới table test. Đây, rất là nhiều. Thì các bạn lưu ý là có những cái dấu màu xanh kim cương này thì nó là các bạn trả phí thì các bạn mới sử dụng được những cái template này, còn không thì chúng ta sẽ sử dụng những cái mà chúng ta không được đánh dấu đó thì nó được free hoàn toàn. Rồi, module thì chúng ta thấy là có những cái module liên quan tới thường này chúng ta sẽ sử dụng làm infographic, cũng như là chúng ta sẽ làm cái template website để thiết kế cái template website đấy. Đấy, thì nó rất là nhiều module để chúng ta lựa chọn, thì nó cũng khá là thông dụng thôi các bạn. Module này khá thông dụng, đặc biệt là mình thích cái social icon này, nó rất là nhiều template social icon mà các bạn không cần phải mất thời gian các bạn tìm vector mẫu thì nó lâu hơn đấy. Thì ở đây có SWOT nè, SWOT nè, các bạn phân tích SWOT thì các bạn có thể lấy những template phân tích SWOT rất là hay, rất là nhanh. Ở đây không có cần phải biết về vector mẫu như là sử dụng phần mềm đồ họa đâu. Còn background thì chúng ta có nhiều lựa chọn về background solid gradient cũng như là những cái template background mẫu. Tất nhiên là background này cái độ phân giải nó có hạn, cho nên các bạn khi lưu ý chọn thì chúng ta phải lưu ý là khi các bạn làm kích thước nhỏ thì chúng ta nên lựa chọn những background nào nó phù hợp với cái mật độ điểm ảnh thôi, còn những cái kích thước lớn hơn, các bạn in ấn lớn hơn thì các bạn nên chọn những background nó đơn giản và cũng như đó là thuộc về vector đấy, đó nó thuộc về những cái định dạng vector để chúng ta in ấn nó không bị bể. Rồi, đó là sơ qua về công cụ. Ở trên thanh top thì chúng ta sẽ có những cái liên quan tới điều chỉnh undo redo rồi save download download hoặc là print. Đây chúng ta download, ví dụ download thì chúng ta có những cái định dạng ví dụ như là format nè, chúng ta nếu trả phí thì chúng ta có được download được PNG và PDF. PDF có nghĩa là vector đó các bạn. Font size thì chúng ta có thể là XLA, size lớn. Tất nhiên là các bạn size lớn ở đây rồi, khi các bạn chọn thì nó sẽ tự nhân lên cái size với chúng ta. Đấy. Thì còn in thì các bạn cho chỉnh là in size nào thì chúng ta chỉnh cho máy in. Còn small thì nó tối đa nó như thế này thôi. Đó, cái pixel nó như thế. Còn hoặc là các bạn có thể share trực tiếp đường link hoặc là share trực tiếp
cái link này lên mạng xã hội hoặc là public nó lên đấy, đó là những cấp công năng. Còn đây là tài khoản mình. Rồi về mặt giao diện chính, cửa sổ Windows để chúng ta thao tác, thì chúng ta mỗi cái thao tác thì chúng ta sẽ có một cái thanh công cụ ở đây để chúng ta điều chỉnh. Ví dụ phông đấy, có những phông hỗ trợ tiếng Việt như Roboto nè các bạn, hay là phông Tahoma hay là Arial, thì đó là những phông hỗ trợ tiếng Việt. Thì những phông bộ phông trong Google thì nó sẽ có hỗ trợ tiếng Việt cho các bạn, cho nên là cái lựa chọn phông của chúng ta cũng rất là khá là hạn chế các bạn. Cho nên khi mà sử dụng cái phần mềm mà mẫu nè, Lato cũng là bộ phông rất lớn, OpenSign cũng rất là lớn nè. Đây, thì các bạn có thể sử dụng phông này thì chúng ta có thể thử gõ tiếng Việt được. Rồi ở đây chúng ta có thể tạo template, add template, di chuyển, sắp xếp các layer, di chuyển đến bay và delete, delete bay ở đây các bạn. Đó. Rồi bây giờ ở đây thì chúng ta sẽ thấy được kích thước của từng bay, rồi kích thước đối tượng vân vân, và chúng ta có phóng to thu nhỏ gì đó tùy chúng ta. Thường là chúng ta sẽ chọn là fit hoặc là chúng ta muốn coi 100% của giấy. À, cái 100% khổ giấy thì để các bạn chính xác nhất thì các bạn nên sử dụng màn hình 24 inch, 24 inch. Thực ra 24 inch nó cũng chưa chính xác lắm đâu, nhưng mà nếu chúng ta sử dụng 24 inch hoặc 27 inch đi, thì nó ở khoảng khoảng giữa đó, thì chúng ta phóng 100% thì chúng ta sẽ thấy được kích thước nó gần bằng với kích thước thật bên ngoài đấy. Còn nếu bạn sử dụng hình màn hình nhỏ hơn hoặc là lớn hơn như mình, ví dụ như mình đang sử dụng màn hình 32 inch, thì khi phóng 100% thì nó kích thước nó sẽ lớn hơn nhiều so với kích thước thật bên ngoài thực tế, cho nên phải lưu ý. Rồi ở đây thì sau khi chúng ta tạo một cái mẫu xong, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn từng cái công cụ đi, để mình thì đi qua để làm một cái công cụ mẫu đi cho các bạn thấy được cái mẫu hai vector nó tạo được dễ như thế nào. Thì đầu tiên thì ở đây là cái tựa đề đúng không, chúng ta sẽ có thể thay đổi lại tựa đề, ví dụ như là các bước rửa tay đấy, chúng ta có thể hoàn toàn được đánh được tiếng Việt nè. Đó. Có những cái phần chỗ mẫu thì đấy, các bước ở trên đây thôi đấy. Rồi rửa tay đấy, thì các bạn thấy là có những phong hỗ trợ tiếng Việt rất tốt đây, có những phong thì chúng ta không thể hỗ trợ tiếng Việt được, thì bắt buộc chúng ta phải đổi phong khác các bạn. Đó, phong khác ví dụ như là những cái phong để ý tiếng Việt thì phong Lato này đấy là cũng có hỗ trợ tiếng Việt được, OpenSan nè, đó OpenSan được các bạn, Roboto này, đây Roboto đây chắc chắn rồi, Roboto là sử dụng trong điện thoại Android các bạn, OpenSan là cái bộ phong là thường bằng web này, Shotsan là thường là cũng hỗ trợ tốt nè, đấy có những phong hỗ trợ tốt thì các bạn cứ chọn thôi. Đây có những phong lỗi, thì khi mà lỗi như thế này thì cái kinh nghiệm của mình đó là các bạn cứ xóa đi rồi bạn đánh lại thử có được hay không. Còn nếu bạn đánh nè, đó ok được phải không, đó nó lỗi đó, bỏ dấu là lỗi đấy. Đừng có ai rảnh quá thì các bạn thấy rảnh đó thì các bạn có thể đánh đây, thấy phong này đẹp quá này, các bạn để vậy được không, sau đó mình vẽ hai cái dấu vô đấy tùy các bạn. Nhưng mà thôi mình cũng sẽ chọn cái phong nào là hỗ trợ tiếng Việt tốt hơn để chúng ta có một cái thiết kế cho nó trọn vẹn nha. Rồi rồi nó bị lỗi nè, này chắc chắn là ra phong Times New Roman quá, nó vẫn lỗi thế các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ chọn thôi Roboto luôn đi cho chắc ăn, mình thích Roboto hơn. Rồi ở đây thì rửa tay, thì cái này các bạn có thể xóa đi, chúng ta đã trùng rồi không thể nào để rửa trên tay dưới được. Người ta làm thiết kế thì chúng ta cũng hơi ạt một tí các bạn. Rồi ở đây thì chúng ta có thể là chọn đối tượng nè, bây giờ thí dụ chúng ta thấy thích thích và những cái đối tượng này, ví dụ như để vào cái này hình hình đó là cái một cái đường ngang đi, mình kéo một đường ngang ngang đi để phân cách nè đấy, thì mình hoàn toàn có thể kéo vô, mình sau đó mình kéo đường ngang này, sau đó mình có thể tô màu lại nè, các bạn thấy không, rất đơn giản thôi đó. Thì giống như bạn sử dụng phần mềm đồ họa thiết kế vector thì nó cũng tương tự như vậy thôi, nhưng mà cái công cụ nó rất là phức tạp thì bạn khó tìm hiểu hơn. Các bước rửa tay. Rồi tiếp theo thì mình có thể thấy là những cái tờ mẫu người ta để là bước 1, bước 2, bước 3, bước 4. Và bây giờ thí dụ mình muốn đánh số vô ở trên đây, thay vì mình để chữ đây mình có thể làm tự làm hoàn toàn được, không sao hết. Đấy, hoặc là mình có thể là sử dụng cái stop mẫu nè. Đấy. Stop mẫu mình đánh chữ hand đi đấy, có những cái hình ảnh mẫu liên quan tới rửa tay nè, nó cũng sợ từ Google là chính thôi các bạn, chứ không có đâu xa đâu. Bạn đánh Google là giống giống vậy. Rồi, thì mình có thể kiếm những cái mẫu ví dụ hand wash đi. Coi có không? Nó đã ra những hình stock thì mình để vô cái file thiết kế mình nên nó hay hơn. Không có các bạn. Đây đây có này. Wash này thì mình để một cái kéo một cái hình vào này vào. Hình stock này nó khá là nhỏ cho nên là mình kéo nó phù hợp vừa nhỏ vừa vừa phải thôi, chứ đừng có kéo quá thì nó lại không 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 hợp lý. Đây mình có thể có những filter lọc màu này, rất là hay các bạn. Filter lọc màu này, đây chỉnh độ cường độ opacity này. Nó vừa mờ mờ thôi đấy, được không? Đấy. Rất là dễ thôi, Contrast Brightness rất là đơn giản cho các bạn. Tức là trong những phần mềm thiết kế thì các bạn thấy là chúng ta kiếm những công cụ này, chúng ta thao tác thì chúng ta phải qua những cái công cụ bước khó khăn hơn. Còn phần mềm này thì nó có sẵn hết rồi, nó cứ cho các bạn xài những cái gì mà các bạn cần thiết xài thì đây apply nè, đây. Sắp xếp layer nè, đây là nhân bản nè. Đó. Thì nó rất là cần thiết, nó rất là đủ rồi. Mình thấy là đơn giản như vậy là ok rồi. Có những tính năng nâng cao hơn thì tất nhiên nó không có rồi, cho nên các bạn cũng phải chịu khó thôi. Đây mình ẩn thì mình kéo lên cái quốc này rồi. Đấy. Ví dụ như vậy. Rồi mình xóa đây đi. Đó là những cái mà mình có thể sử dụng nè, thấy không? Ví dụ mình thêm một cái hình ảnh đây, mình cứ kéo vào thôi, mình cứ chọn mình kéo vào thôi, rất đơn giản, và đợi nó load lên đấy, nó load xong các bạn. Đó thì bây giờ mình sẽ căn chỉnh nó, sau đó mình có thể là tô màu lại hoặc là mình chỉnh sắc thái màu crop nó. À, crop nó.
mình có thể rớt theo hình vuông thôi các bạn, mình chưa chưa biết nó là rớt theo hình hình tròn hình những hình khác ở đâu, mình chưa tìm hiểu được, hoặc là nó không có luôn các bạn. Trước mắt thì nó chỉ có rớt theo hình 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 chữ nhật thôi, đây, hình có hình chữ nhật thôi đấy, ví dụ như rửa tay này, còn lại phòng chống corona gì đó. Rồi mình tạm xóa đây nha. Rồi đó là cái bức hình của bạn. Còn nếu các bạn sử dụng table thì các bạn có thể chọn một table, thì một lát mình sẽ mẫu với một cái template khác. Và ví dụ đây là mình cái logo mình để sẵn này, ví dụ đơn vị của bạn đi đấy, để vào rất đơn giản thôi đó. Rồi cái này ví dụ cao quá thì mình để xuống kéo lên. Rồi ok đấy, rửa tay thì các bạn có thể tô cái chữ này lại, thì mình để toàn text nè. Đây phần text nè, các bạn có thể kéo vào những cái text heading mà mình thích, cứ kéo vào thôi đấy. Có những cái text heading mẫu nè, khỏi cần phải vẽ vời gì nhiều hết. Đây những cái quote nè, ví dụ ai phát biểu nè để vô đấy. Rồi đó là, còn nếu các bạn trả phí thì đây có những cái test mẫu nè, nó những cái phông rất là đặc biệt nè đấy, thì phải trả phí mới có đấy. Nhưng mà những cái phông này lưu ý thì nó cũng không hỗ trợ tiếng Việt được nhiều đó các bạn, cho nên là chúng ta cứ lô tô hoặc là những phông thì hỗ trợ tiếng Việt được á thì các bạn xài thôi đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ việt hóa cái phần này bằng cách là đánh chữ tiếng Việt vào thôi. Chúng ta có thể chọn lại phông lô tô, ví dụ như bước 1 là gì, đổ xà phòng vào tay ha. Xà phòng đấy, cứ đánh xong rồi hả, chưa vào lòng bàn tay đấy. Rồi thứ hai là gì, thứ hai đó là tạo bọt, hay là chúng ta chà hai bàn tay vậy với nhau đó, thì nó mình nói nhân ngôn như vậy. À, tạo bọt bằng hai lòng bàn tay. Rồi đấy, chúng ta sẽ rửa những ngón tay ở kẻ giữa mà gọi là chà đó, chà những ngón tay theo kẻ giữa. À, cái này thì các bạn nên nên tham khảo lại cái hướng dẫn của Bộ Y tế cũng như là Tổ chức Y tế Thế giới để chúng ta có một cái thuyết minh nó đúng nhất. Rồi chúng ta là tiếp tục rửa ngón tay cái đấy, rửa hai ngón tay cái đấy. Rồi thứ năm đó là chà vào đầu các ngón tay. Rồi cuối cùng là rửa lại với nước sạch. Ở đây các bạn có thể thao tác undo redo bằng phím Ctrl Z, Ctrl Z và Ctrl Shift Z nhé. Ctrl Y. Không được bạn Ctrl Z thôi. Ctrl Z. Tại nó cái công cụ online thì thường nó sẽ trùng rất là nhiều phím đó với cái trình duyệt đó, cho nên là chúng ta cũng khó mà biết được. Ctrl Z là được các bạn. Rửa lại với nước sạch. Nước sạch nha, đừng rửa lại nước vơi, nước dơ thì như không các bạn. Rồi ở đây thì mình sẽ chỉnh phông lại các bạn. Ở đây ví dụ mình chỉnh lại phông là roboto luôn đấy, đấy. Và có thể chỉnh bô nó là đấy, và chỉnh màu cho nó đấy, mình cứ chọn rất là dễ dàng thôi đấy, chỉnh bô chỉnh màu đây. Màu đỏ đi đó, màu đỏ nè. Rồi thấy không, rồi bây giờ mình sẽ thử chọn ship hết tất cả rồi mình chỉnh được không, không được các bạn, phải chỉnh từng cái, nó hơi cực. Nhưng mà chúng ta thấy là cũng rất là đơn giản mà, đúng không? Chúng ta không có cần phải phức tạp hóa những cái thiết kế mà đau đầu. Đấy, chúng ta có thể chọn lại màu sắc của cái phần phần này. Đấy, chúng ta chọn lại phông này. Ctrl A cũng được nha các bạn, Ctrl A được nè. Đấy. Rồi, tương tự như vậy thì các bạn cứ làm thôi nha các bạn. Rồi, thí dụ sau đó thì các bạn có thể thợ tới phần module, thì người ta thấy thiếu cái gì đó, chúng ta kéo vào khoảng ta nhân bản lên. Thì nếu mà nhân bản thì các đang đây, bạn có thể sử dụng cái công cụ nhân bản này, nó nhân bản lên cho các bạn luôn. Đấy. Ctrl C, Ctrl V vẫn được luôn các bạn. Copy paste cũng được. Rồi chúng ta đến background. Đây background thì ở đây background nó đang tô hình như là màu xanh đúng rồi, thì các bạn có thể tô lại cái màu khác cho nó thích hợp. Đây những cái màu nào bạn thích, đây màu gradient có là chuyển màu nè. Sau khi tô xong thì bạn chọn lại cái background đó. Mình có thể ép màu lên từ màu nào tới màu nào nè, phần gradient nè đấy. Có thể ép màu background theo cái màu. Mới lưu ý là chúng ta nên sử dụng cái hệ số màu á, số màu hét á, để cho nó in nó phù hợp với cái hệ màu của chúng ta. Tại vì khi mà các bạn thiết kế trên đây cái hệ của nó là hệ ba màu hết các bạn, không phải hệ bốn màu nắng đâu, cho nên chúng ta sẽ tìm cái bảng màu của Google để chúng ta chọn. Dù đánh mà các bạn đánh vô không sang không 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 đấy, thì nó sẽ ra cái bản đồ của bản đồ màu của Google. Đây các bạn có thể chọn nè, ví dụ bạn chọn CMYK là bao nhiêu đó thì mình tính nè, CMYK đây bao nhiêu trăm trăm, thì ở đây có một cái mã hét thì bạn copy bạn dán vô đây. Nếu bạn mà bạn làm bạn kỹ như vậy á, còn không thì bạn cứ chọn trên đây thì nó cũng ra mã hét thôi. À, nhưng mà khi mà mã hét thì lưu ý đây là bốn màu, hay ba màu chứ không phải bốn màu. Đấy như vậy. Rồi bạn có thể chọn những cái vector mẫu này, những cái này canvas này hoặc là những cái pattern.
rồi những cái phong mẫu nè, những cái hình, nó là hình, đây là những cái hình ảnh nè, hình ảnh làm nền chứ không phải đó là hình ảnh. Đây ví dụ cái hình này cũng đẹp nè, ocean. Rồi làm mạnh nhanh hay chậm là do cái máy của các bạn nha các bạn. Để mình show luôn cái mức RAM cho các bạn thấy này, đây CPU nó tốn rất là nhiều nè, đồ họa nó cũng tốn nè, RAM nó cũng khá to tốn nè, điển hình đây nè, Corel thì không nói nè, DisplayCAP đây. Sao lót sao kỳ vậy? Rồi sau khi xong hết cái phần này thì các bạn thấy là chọn background mình thích rồi đó, ví dụ background là biển nước đây đây đấy, thì mình giờ mình sau đó thì các bạn có thể xuất ra chỉnh nhớ chỉnh lại những cái phông này lại các bạn, mà thôi mình chỉnh luôn đi các bạn. Bô nè, đồ trong suốt nè, cạnh giữa cạnh phải cạnh trái nè, nói chung ai cũng làm được hết, không làm được thì mò học làm rất là dễ thôi, không có khó. Còn mấy bạn chiến sĩ chuyên sâu thì người ta sẽ giống như mình làm cho khách hàng thì các đơn vị thì các bạn cũng phải là làm bằng phần mềm chứ, lấy vector mẫu nhưng mà phải làm phần mềm chứ, nó có thể điều chỉnh, nó có thể tùy biến cao hơn, chứ còn nếu các bạn làm vậy thì nó vậy thôi, còn ví dụ tự nhiên ta yêu cầu thêm này thêm kia thì rất là khó, rất là lâu. Đấy. Rồi sau khi xong thì bạn save lại cái file thiết kế này. Này nó sẽ lưu trong cái dữ liệu thiết kế của chúng ta, rồi chúng ta có thể download đó. Download thì ở đây mình như mình đã nói nãy thì nó chỉ có những cái định dạng mà trả phí có, ví dụ PDF nè, kích thước mình cho XLA luôn là nó là 4959 nhân 0015 thì nó cũng khá là cao đó, gần 8K đó các bạn, này chứ cũng gần 4K nè, hơn 4K xíu. Rồi XLA luôn, chơi luôn PDF nè. Đó, thì nó sẽ xử lý một xíu rồi nó cho mình download một cái file để mình in khổ lớn được nè. Khổ này đang là A3. Rồi, sau đó mình mở lên thử nha. Đấy. Đó thấy không? Rất là nét luôn, nét. Nét như Sony luôn các bạn. Đấy. Rồi còn những hình ảnh, tất nhiên là hình ảnh thì mình không thể nào mà mình nói nó nét được các bạn ơi, ví dụ như những cái nền này là hình nè, thì cái file nó nặng, thứ nhất là nặng nhưng mà cái hai độ nét của nó có giới hạn thôi, tại nó là bitmap nè. Rồi đó là những cái hướng dẫn cơ bản của mình để sử dụng cái phần mềm này. Và trở lại với biểu đồ, ví dụ các bạn thích làm biểu đồ cho mình xóa hết này đi, mình tạm xóa hết này đi đó, thì mình chọn một cái biểu đồ thôi, một table nè, ví dụ table mình chọn bao nhiêu cột bao nhiêu hàng thêm vào đấy, rồi mình insert chữ nè, bản đồ nè, thích làm những cái tiêu dùng là Đông Nam Á nè, biểu đồ làm thiết kế về ASEAN đủ kiểu đấy, chọn có hai màu thôi, cái này nó hơi bị cùi bắp là nó chỉ có hai màu thôi đó, mình có thể chọn màu nền border nè, border width nè, end color dùng màu này này, nó có hai màu thôi, phân biệt cái hai nhóm thôi để chúng ta dễ theo dõi thôi, chứ nó không chia màu từng màu đâu. Đấy insert vào nó, đây là dùng South East Asia, Đông Nam Á đấy, và nước nào này đấy, dân số bao nhiêu, nó có dữ liệu để vô cho các bạn luôn, rất là dễ đúng không. Rồi sau đó thì chúng ta có thể là chọn thêm một cái biểu đồ phần trăm đây, thêm biểu đồ phần trăm vô đây, chọn vào luôn các bạn. Đó mình nhập dữ liệu cơ bản vô đây, dân số nước này bao nhiêu rồi setting đây, phông chữ rồi cái title của nó này, dân số, ví dụ dân số. Đấy. Rồi import từ một dữ liệu cơ sở dữ liệu bên ngoài vào, ví dụ như file Excel, file CSV, Google. Nó rất là tiện cho các bạn, ví dụ import một cái dữ liệu vô tự nó phân tích luôn, khỏi chúng ta có thể lưu trên máy, chúng ta không cần nhất thiết chúng ta phải phải đánh vào từng cái nữa, mà chúng ta có thể import vào luôn, rất là tiện cho các bạn. Rồi ok insert nè, đấy nó ra biểu đồ để đây. Rồi chúng ta thấy là đây là một cái thiết kế rất đơn giản, rất là nhanh cho các bạn. À, rồi đây là cái giới thiệu cơ bản của mình về cái phần mềm DisplayCAP, một cái app online cũng rất là thú vị cho các bạn, ngoài những cái app khác trên thị trường. Thì rất mong các bạn sẽ có những cái thiết kế đơn giản dễ hiểu cũng như là phục vụ tốt công việc của mình. Và các bạn nếu có quan tâm đến những cái thiết kế của Thái Chuyển thì các bạn có thể liên hệ đặt hàng, hoặc là các bạn có thể tham khảo thêm ý kiến tư vấn, cũng như là các bạn có thể chờ những cái khóa học của Thái Chuyển thì các bạn có thể theo dõi thêm. Rồi cảm ơn tất cả các bạn.